Vâng, chào mừng với tất cả anh chị em đã quay trở lại với kênh Minh Phúc 89 trong cái buổi quay thử xổ số miền Bắc của buổi trưa của ngày hôm nay, thứ hai ngày 25 tháng 3 năm 2024. Và bây giờ thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi vào quay thử. Quay thử này của chúng ta để mang tính chất gọi là dự đoán tham khảo với những các con số đẹp có thể chơi cho buổi chiều của ngày hôm nay. Và buổi chiều của ngày hôm nay thì tôi sẽ dự đoán ở đây lô thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi. Đó chính là con lô tô 34 và 43. Đề thì chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là đề chạm 3 và chạm 4 anh chị em nhé. Như vậy là buổi quay thử của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em vào buổi quay thử tiếp theo.